Kính chào quý vị trở lại với chương trình Auto News Quickly. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Những ngày này, nhiều người đang tất bật chuẩn bị cho hành trình về quê ăn Tết. Với những người đã sở hữu ô tô, việc cần làm bây giờ là tân trang lại xe để hành trình được suôn sẻ thuận lợi. Dù kinh tế năm 2023 có phần ảm đạm, nhưng không làm giảm đi nhu cầu nâng cấp tân trang xe hơi trước dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu để bảo dưỡng, sửa chữa và tút tát lại xe của mình để đảm bảo hành trình về quê ăn Tết và du xuân được an toàn. Đồng thời, xe càng mới, càng đẹp cũng mang lại ý nghĩa may mắn, kỳ vọng một năm mới kinh doanh phát đạt hơn. Đại diện một số gara, cửa hàng chăm sóc xe ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng khách hàng mang xe đến tân trang tăng mạnh kể từ giữa tháng 1 đến nay, chủ yếu làm các dịch vụ như vệ sinh ngoại thất, nội thất, khoang động cơ, sơn xe, dán phim cách nhiệt, dán PFF bảo vệ sơn nguyên bản, cách âm, độ đèn, lắp camera toàn cảnh. Những dịch vụ tốn kém hơn như nâng cấp hệ thống giải trí, độ loa cũng được nhiều người chọn lựa để tận hưởng âm nhạc chất lượng cao. Năm 2024, thị trường xe mini giá rẻ sẽ sôi động hơn khi ngày càng có nhiều hãng xe tìm cơ hội tại phân khúc này. Sắp tới, người dùng Việt có thể chỉ cần từ 200 triệu đồng đã có thể sở hữu một chiếc ô tô mới. Mẫu xe đang được đề cập đến là Henry Boma, một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Có thể coi mẫu xe này là phiên bản thu nhỏ của Toyota Alphard, nhưng dĩ nhiên option đơn giản hơn nhiều. Còn kích thước thì chỉ tương đương một chiếc Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Điều đáng nói ở đây là mẫu xe điện chạy bằng pin, tương tự mẫu Mini EV của Wuling đang được bán tại Việt Nam, nhưng giá thậm chí còn rẻ hơn. Hiện tại, Henry Boma có giá tại Trung Quốc từ 39.900 đến 51.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 130 đến 169 triệu đồng tiền Việt. Xe có sức chứa 4 chỗ ngồi, có điều hòa nhiệt độ, màn hình cảm ứng trung tâm, các tính năng chủ yếu là chỉnh cơ thay vì chỉnh điện để tiết giảm tối đa chi phí. Thị trường xe máy đang có xu hướng phát triển lệch pha so với thị trường ô tô. Trong khi các nhà sản xuất ô tô khá thận trọng bằng việc cắt giảm sản lượng trong tháng 1 năm 2024, thì các nhà sản xuất xe máy lại làm điều ngược lại. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1 năm 2024, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 264.000 chiếc xe máy mới, tăng 7,8% so với tháng 12 năm 2023 và tăng tới 18,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là diễn biến khá bất ngờ khi chỉ cách đây một tháng, một số hãng xe lớn bao gồm Honda đã phải giảm giá sâu hàng loạt mẫu xe để giải phóng hàng tồn kho. Vài ngày gần đây, mẫu Honda SH lại bất ngờ tăng giá mạnh trở lại với lý do khan hàng. Hiện nay, ngoài các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio, còn rất nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI khác cũng tham gia sản xuất xe máy điện như VinFast, Datbuy, Vega, Yadea, Detec, v.v. với sản lượng khá lớn. Một thực tế cho thấy, hạ tầng chạm sạc cho xe thuần điện chưa phát triển nhanh như kỳ vọng của các quốc gia. Trong khi đó, xe hybrid đang ngày càng được nhiều hãng xe quan tâm và phát triển hơn nhờ không phải thay đổi quá nhiều. Đối với các mẫu xe phổ thông, Toyota là hãng xe tiên phong trong phát triển các dòng xe hybrid, nghĩa là xe có hai loại động cơ chạy song song, không cần sạc pin mà vẫn đổ xăng, nhưng lại có hiệu suất sử dụng năng lượng cao hơn và thân thiện hơn với môi trường so với xe xăng truyền thống. Năm ngoái, hãng xe hàng đầu Nhật Bản đã ra mắt các mẫu xe hybrid như Yaris Cross, Innova Cross, Camry 2024. Mới đây, Toyota tiếp tục ra mắt mẫu bán tải Hilux phiên bản hybrid tại Australia. Mitsubishi Xpander, mẫu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam năm 2023, cũng vừa góp mặt phiên bản HEV tại Thái Lan. Điểm chung của các mẫu hybrid này là khá giống so với các phiên bản xe dùng động cơ đốt trong. Điểm khác ở chỗ, động cơ điện chủ yếu dùng để đề nổ và hỗ trợ thêm một phần mã lực cho động cơ xăng, khiến xe khỏe hơn, nhanh hơn và giảm phát thải ra môi trường hơn. Dù tiếp tục là nhà sản xuất ô tô có doanh thu lớn nhất thế giới năm 2023, Toyota đang liên tiếp vấp phải khủng hoảng nghiêm trọng về vấn đề kiểm soát chất lượng. Sau bê bối Daihatsu, mới đây đến lượt 10 mẫu xe bị phát hiện gian lận dữ liệu động cơ. Toyota vừa chính thức thông báo, Toyota Industry Corp, một công ty con chuyên cung cấp phụ tùng của tập đoàn này, đã làm giả dữ liệu về công suất đầu ra của động cơ diesel mà họ sản xuất. 10 mẫu xe bị phát hiện gian lận dữ liệu động cơ là các phiên bản máy dầu của Hiace, Land Cruiser Prado, Hilux, Fortuner, Innova và LX500. Những lô xe này đã được bán ở Nhật Bản, châu Âu và Trung Đông cùng một số thị trường khác. Toyota cho biết việc gian lận dữ liệu bắt đầu xảy ra từ năm 2017, nhưng đến nay mới bị phanh phui. Theo báo cáo của hội đồng bên thứ ba, Toyota đã điều chỉnh lượng phun nhiên liệu trong các thử nghiệm công suất động cơ nhằm làm cho mô men xoắn hoặc lực quay của động cơ có vẻ tốt hơn thực tế. Hãng này cho biết sẽ tạm dừng bàn giao các dòng xe sử dụng động cơ diesel do Toyota Industry Corp cung cấp, trong đó có xe SUV cao cấp Land Cruiser 300 và xe bán tải Hilux. Toyota cũng xác nhận các động cơ và xe bị ảnh hưởng hiện đã đáp ứng các tiêu chuẩn về công suất đầu ra trong cuộc kiểm tra, đánh giá do hãng tiến hành sau khi xuất hiện thông tin gian lận.
Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 1, Chủ tịch Toyota ông Koichi Ito đứng ra xin lỗi tất cả các bên liên quan, bao gồm cả khách hàng và nhà cung cấp, kèm lời cam kết sẽ cố gắng hết sức để xây dựng lại công ty với ưu tiên hàng đầu là tuân thủ pháp luật. Trong danh sách những loại xe bị ảnh hưởng có xuất hiện một số mẫu đang có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có mẫu xe nào đang bán tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Bởi Toyota Land Cruiser và Land Prado hay Lexus LX tại Việt Nam chỉ có động cơ xăng và hybrid, không có máy dầu. Còn Hilux sử dụng động cơ 2GD bị ảnh hưởng là phiên bản xuất khẩu Nhật Bản, tay lái nghịch. Fortuner cũng không nằm trong diện ảnh hưởng do là xe lắp ráp tại Việt Nam. Có thể thấy vận xui vẫn còn đang đeo bám nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, làm xói mòn niềm tin của nhiều doanh nghiệp đối tác và người tiêu dùng. Rõ ràng Toyota cần phải tiếp tục cải tổ mạnh mẽ để giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại. Thông tin này cũng đã khép lại mục tiêu điểm ngày hôm nay. Còn bây giờ, như thường lệ mời quý vị cùng theo dõi và bình luận về một tình huống giao thông đáng chú ý. Sự việc xảy ra tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng hôm 27 tháng 1. Mưa lớn, đường trơn, trời tối, lái xe gắn camera hành trình phóng tốc độ cao trong khu dân cư. Khi đi đến ngã tư, xe không có dấu hiệu giảm tốc độ nên đã không kịp xử lý và đâm vào một người đi xe máy cắt ngang sang đường. Người đi xe máy bị hất văng một đoạn khá xa, chưa rõ thương vong. Các tỉnh thành phố miền Bắc đang trong mùa nồm ẩm, mưa phùn và sương mù dày đặc vào sáng sớm và buổi tối. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, các phương tiện phải giảm tốc độ, đặc biệt tại các khu vực có đường ngang, lối rẽ, nút giao thông, dù đang là đèn xanh. Tới đây chương trình Auto News Quickly xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.